Saskatchewan Polytechnic ở Canada, trường Saskatchewan Polytechnic là học viện công lập của tỉnh Saskatchewan chuyên giáo dục kỹ thuật và đào tạo kỹ năng được quốc gia và quốc tế công nhận về chuyên môn. Saskatchewan Polytechnic là đơn vị cung ứng nguồn lao động tay nghề cao nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua các chương trình giảng dạy và nghiên cứu. Trường mang đến cho sinh viên những chương trình học tập giàu tính thực tiễn và ứng dụng, được xem như là chiếc nôi đào tạo các khối ngành về kỹ thuật ở Canada. Saskatchewan Polytechnic cung cấp cho học sinh một khối lượng kiến thức sâu rộng và đa chiều, phù hợp với nhu cầu cũng như tiêu chí của các nhà tuyển dụng ngày nay. Đại học Bách Khoa Saskatchewan tham gia vào nghiên cứu ứng dụng dựa theo chuyên môn của mỗi khoa để giúp sinh viên có cơ hội phát triển thêm về kỹ năng tư duy logic của mình. Lý do chọn trường là trường công lập có chương trình đào tạo chất lượng cao, số lượng học viên trong mỗi lớp ít khoảng 25 học viên, có môi trường học tập tốt cũng như chi phí dành cho học tập phù hợp. Trường có nhiều chính sách dành cho học viên về học bổng, dịch vụ sức khỏe y tế cũng như các chương trình tìm kiếm việc làm cho sinh viên thu hút nhiều sinh viên quốc tế, đó là cơ hội để các học viên có thể giao lưu văn hóa, chương trình đào tạo với hơn 150 chương trình đào tạo và nhiều ngành khác nhau. Trường có sức hút với các học viên về khả năng giảng dạy cùng với chương trình đào tạo chuyên môn cao. Một số ngành học nổi bật của trường: Kinh tế, Công nghệ, Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, Nghệ thuật, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Công nghệ thông tin, Khoa học và Sức khỏe, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Trợ giảng, Tài chính, Công nghệ hóa học, Hệ thống công nghệ, Kỹ thuật máy tính.